Em sờ thấy mắt là em biết là chuối chặt ở đâu đúng không? Đi cẩn thận nhé. Ui, cẩn thận. Ui, nhìn em mà mình sợ. Không đi học mà cũng biết nói tiếng phổ thông giỏi thật đấy Hải. Các bác biết không? Tức là bố mẹ Hải á, là biết ít ít thôi đúng không? Thế là quá giỏi rồi. Xin chào tất cả các bác nhé. Hiện tại thì em đang có mặt tại ngay ngã ba Tà Ganh. Và em đang cũng khá là lâu rồi không có vào thăm em Hải mù á, bị ba mẹ bỏ rơi á. Thì ngày hôm nay thì em đang đi vào thăm em á. Qua ngay chỗ ngã ba này thời á, bà con mọi người bán khá là nhiều đồ, cái hàng nông sản á. Em muốn vào đây chia sẻ một chút cho các bác chú anh chị xem là bà con mọi người bán những gì nhá. Ngay bên này cũng thấy mấy bé đang trong nhà, không biết bố mẹ đi đâu rồi. Chào các con nhé. Bố mẹ đi đâu rồi? Cái này cái chín này. Hả? Cái gì? Chị gái đâu? Em gái ơi. Bọn em từ ở nhà thôi à, bố mẹ đâu rồi? Bố mẹ đi làm à? Dạ, em cũng quay vlog thôi ạ. Không viên à? Bố mẹ đi làm à? Em không viên à? Dạ không, em làm YouTube. Chú này nhá. Thường ngày ngày nào cũng như vậy, như ngày nào luôn. Lúc nào bà con cũng đem những cái đồ đạc, những cái hàng nông sản, tức là mình trồng được gì á, về bán ở đây. Vừa nãy mình có hỏi với các bé ở ngay bên này. Chút nhiều các bé ngại quá, không nói chuyện được. Mình xem thử một chút xem nào, ở đây bán những gì. Đây là ngay ở chỗ ngã ba, ở cái con đường sang bên này đi, đằng kia là đi Sìn Hồ, còn đi ở bên này là đi Lai Châu nha các bác. Đây mọi người thì như bán gừng. Anh đang mua gừng à? Gừng mùa này mua về là trồng hay là mua về đi? Dạ. Mua ở đây một cân bao nhiêu anh? Mọc mầm hết rồi nhỉ? Đây mọi người trời nắng quá rồi, mọi người lấy ô che vào mang, rồi là dưa rất là nhiều. Anh đang hỏi cái này là cái gì? À, cái sâu ở dừa đúng không? Con này một cân bao tiền? Một lạng 30 ạ. Gì? Lạng 30 nghìn à? Đây đây. Ui. Mình còn sợ chứ. Em bà cười. Cháu sợ con đấy á. Đây là gừng này. Cô đang nhặt cái gì đấy? Cái gì đấy cô? Dê thôi. Tiếng Mông gọi là chơi à? Ừ. Dạ. Bà đang nhận cái đấy. Dưa, măng, ốc. Thấy khá là nhiều. Đây chú bán cái mật ong. Bên này em xem có cái gì lạ lạ không các bạn. Mật ong này là mật ong gì đây cơ? Mật ong đá. Ong đá đúng không? Cái này bán một cân bao nhiêu tiền? 200 nghìn. 2 cân 300 á? À? À 1 cân 150 à? Ê, con cá gì đây? Cá rô phi à? Mình tự nuôi à cô? Con cá rô phi giờ ốc. Ốc ở đây là ốc bưu vàng. Dạ. Vàng. Ôi con rúi. Con rúi này bán như nào đấy? Chú. Bán rượu thôi mà. Bao nhiêu tiền? 170 đi. 170 à? 170 bán rượu rồi. Ở đây là rúi con thôi nhỉ, chưa lớn mấy nhỉ? Vâng.
Và đây có con rúi. Nó cắn người đấy nhờ. Có biết cắn không? Biết chứ. Vâng. Một ong là bán như nào? Ong đài 1 cân 150 ạ. Đắt nhỉ, cân 150 đắt đấy. Nhưng mà cái này mật là đẹp này. Xem nó ăn cả. À, biết ăn hết rồi đây nhỉ? Biết rồi. Vâng. Đây là cái con đường đi vào chỗ mà cháu Hải đang ở, em Hải đang ở các bạn. Ủa, rất là khó đi luôn. Có vài chiếc xe máy đi. Đường rất là nhỏ. Bên dưới này còn xuống được. Hiện tại bây giờ thì mọi người cũng để xe ở đây thôi, nên là em cũng để cái vị trí này, cũng xuống dưới này cũng gần thôi. Với lại có những cái hòn đá này rất khá là khó đi. Ở sang bên này nhé các bác, sang bên này là ở cái con đường đi này, đi xã Nạp Tam của huyện Sìn Hồ ạ. Còn sang bên này chỗ cho em Hải ở là khu vực mà lán ruộng của bố mẹ nuôi thôi. Bởi vì vốn dĩ là em Hải là sống ở dưới này. Không biết là gia đình có ai ở đây không nhá. Là em Hải còn sống ở đây không nữa. Ngày trước là nghe bố nuôi nói là buồn dí là ở đây thôi, nhưng mà bây giờ không biết là còn ở dưới này không các bạn. Cái chỗ này hòn đá nhiều, thấy là con trâu ngủ đây chắc là. Đây con trâu nào đây này. Trước thì em Hải cũng hay ở dưới này chăn trâu. Chào em nhá. Bố có ở đây không? Không à? Thế là em Hải có ở dưới này nữa? Có à? À ok. Con chó bên này buộc vào được không? Con chó bên này buộc rồi đúng không? À. Lâu quá không xuống dưới này thăm em Hải rồi. Ôi, có bé ở dưới này. Ngày trước tưởng bé không có bé nào ở đây. Lại không mua được kẹo cho bé. Nhìn bé đáng yêu cực kỳ luôn. Ừ, còn nhớ anh không? Đây chỗ cái chỗ bậc thang lên này các bác thấy chưa? Bố không ở dưới này à? Bố không ở dưới này à? Này. Không ở đâu. Thế con này tí nó quen. Không à, nếu mà buộc vào rồi không sao đâu. À. Buộc vào không sao. Ở thường là, hình như là trước ở bên này cũng có một cánh cửa nữa. Nhưng mà bên này là không đi, hầu như là gia đình nào cũng đi bên này thôi. em kéo nó buộc ra ở chỗ xa xa một tí á. Có buộc ra chỗ khác được không? Ui, Hải không nhìn thấy. Không nhìn thấy mà vẫn biết cởi đi buộc cái chỗ khác đấy, các bác thấy giỏi chưa? Đấy. Hoặc là em buộc ngắn một tí được. Chứ. Bạn này. Thank you.
Đây các bác thấy tức là Hải á, mặc dù không nhìn thấy nhưng mà những cái công việc quanh quanh tại cái lán này Hải vẫn có thể làm được. Giả sử như là đi chân trâu, rồi là những cái công việc quanh quanh ở trong lán á. Đặc biệt những cái vị trí bước đi như này á, mình cảm thấy rất là sợ rồi, mà Hải vẫn vẫn có thể đi được nhé. Để bảo Hải dắt đi buộc. Đấy, buộc bên đấy được rồi Hải ạ. Em chặt chuối đấy làm gì đấy? Cho trâu á? À, mùa này là không có cỏ mấy đúng không? Đây con em à? Ô, nhìn bé. Bé tợi chưa này. Ngồi đây một mình nghịch ngoan chưa này. Đầu tóc thì rất là ngoan luôn ấy. Đầu tóc thì không có. Em tưởng là bé không ở đây nên là không mua cái kẹo cho bé. Mùa này là không có cỏ mấy đúng không? Hải mùa này là nhà, ở nhà làm gì? Ở nhà làm gì? Ở đây làm gì ấy? Có đi chăn trâu được không? À vẫn chăn trâu, cẩn thận đấy, cái xẻng vào chân đấy. Em cứ vừa nãy là em ngồi ở đây à? À anh một mình ra thôi. Anh một mình. Thế bố ở nhà? Đúng. À, ăn cơm chưa? Ăn rồi. À, ăn rồi. Ừ. Thế là bây giờ là ở đây với ở bên dưới này em gọi là cái gì? À, là chị dâu à? Không đi học mà cũng biết nói tiếng phổ thông giỏi thật đấy Hải. Các bác biết đâu, tức là bố mẹ Hải á là biết ít ít thôi đúng không? Thế là quá giỏi rồi. Thì thường ấy các bác ạ, thì thường là như em Hải là em tai rất là thính, không nhìn thấy, nhưng mà giả sử như mình đến đây phát là em nhận ra mình luôn. Cách đây là cũng phải vài tháng rồi đấy, 4-5 tháng, gần nửa năm rồi đấy mà em vẫn nhớ ra mình là ai. Quá giỏi luôn, thực sự mà nể phục luôn đấy các bác. À, thế là bố là tối có xuống đây không hay là này à? Bố là tối có xuống đây không? Không biết. Không biết à? À chị Bó có điện thoại nghe nhạc không bây giờ? Có ạ. À hôm trước đấy anh cho tiền bố mua là bố mua rồi đúng không? Đúng. À, đây xung quanh hôm cách đây 1 năm trước á, em còn leo được cái cây bưởi này để hái bưởi nữa. Mình thấy vô cùng giỏi luôn ấy. À, xung quanh này những cái vị trí mặc dù là như thế này nhưng mà em vẫn đi được hết. À, mùa này là đi đâu lấy nước? Mùa này đi đâu lấy nước ăn? Đây. Ở ngay chỗ này á? Đâu? Chỉ cho anh xem nào. Chỉ cho anh xem nào. Đi mang nước à? Nhưng mà chỉ cho anh xem nào, đi lấy nước là ở chỗ nào ấy. À huy huy kiển thật. Anh vừa để cái ba lô này em không biết đấy. Đây các bác thấy chưa, em đi thỉnh thang trên cái cầu. Hôm nay thì anh vừa xuống dưới này chơi với em, có nhà xem một chút cái sức khỏe, tình hình sức khỏe xem như thế nào. Nhưng mà chỗ này hết nước rồi mà. À lên tít ở trên này nhỉ. À, ôi rồi. Như này thì em phải bước vào đây hay là đi trên cái thổ ruộng ở trên này đi được? Ừ, em vẫn đi được á? Vẫn đi được. Đi qua được đây á? Nhưng mà em biết không? Không biết á? Nhưng mà em đi quen à hay là như nào? Thế em đi vào đây lấy nước thì đi vào kiểu gì? Em đi vào rửa mạn xem nào, rửa mạn cho đỡ nóng. Mang đi cho nhà rửa mạn thôi. À mang cho nhà rửa mạn à? Ừ. Ý anh bảo là định mà xem là em có qua được đây không, thử thách em một tí. Nhưng mà trời rất nóng, đi xuống đi. Nghĩa là mình muốn thử thách em Hải một tí. Nhưng mà thực ra thì em toàn bộ những cái khu vực này là em rất là quen thuộc. Mặc dù là hòn đá thì từng cái khá là nhiều luôn, cực kỳ là nhiều như này. Và đặc biệt là cái cầu đi lại đây,
mình cảm giác đi như kiểu là biết dám trượt đấy. Đi xuống ở dưới chỗ tinh tang đi được hết. Nhiều khi mình như này mình đi còn thấy cảm giác kiểu sắp ngã đấy. Em Hải có chặt được chuối không? Có chặt được à? Đây có hai cái, có kẹo nhưng mà kẹo này cứng quá. Không biết con có ở đây ăn chuối tới đây này. Ở đây ăn chuối thôi, sao không để ở, để bé ở nhà cho ông bà trông? Em ở nhà cứ khóc á. À, thế chồng đi đâu rồi? À, chồng đi về nhà. Đêm lại xuống à? Đi làm rồi ạ. Đi làm à? Thế em ở dưới này chăn trâu với là em Hải. Em thử chặn xem nào, thử chặn xem anh xem nào. Không chặt được à? À anh tưởng là chặt được. Chỉ là lấy cho trâu thôi đúng không? À, chỉ lấy cho trâu thì mới được thôi, chứ chặt thì không chặt được đâu đúng không? Ừ. Anh còn tưởng là em Hải cũng chặt được như thế. Sợ là như này chặt trúng tay đấy. Ui con kiến kìa. Đáng yêu chưa kìa? Đáng yêu chưa? Ngồi chỗ kia đáng yêu cực kỳ luôn ấy. Mẹ chặt chuối thì con ăn chuối. Ăn hết chuối của mẹ bây giờ. Cho bé ngồi ra. Con kiến ấy. Khi chỗ này có con kiến. Bé ngồi vào ghế như thế. Bé bao nhiêu tháng tuổi rồi? 10 tháng à? Chưa được 1 tuổi à? Ôi thế mà ngoan thế. Ngoan kìa. Hôm bữa là Hải bế em đúng không? Đúng. Mùa này thì hay đi chăn trâu ở đâu không? Hay là chủ yếu để nhà nuôi thôi? Để nhà nuôi thôi. À, anh xuống đây xem em Hải một tí. Đó là chơi với em một tí thôi. Ui ngã đấy. Em thử bế cháu lên. Bế cháu lên xem nào. Hải, bế cháu lên. Bế cháu lên. Có bế được không? Ui cẩn thận đấy. Cẩn thận trên sàn này. Ngồi vào ghế á. Ngồi vào đây bế cháu lên. Có hai bế cháu không? Đấy, cứ bế cháu lên như thế. Ngoan cực luôn đấy. Thế vừa đi làm là vợ có đồng ý cho đi không? Tưởng là đi làm vợ không đồng ý. Cũng đi. Thì lại toang rồi đấy. Ô, em lấy chồng là lúc nam bao nhiêu nhỉ? À, không biết à? Em bé lúc nào bé con sát vào á. Em ạ, bé sát người vào á. Thì bé, tay của em đỡ mỏi. Hiểu không? Tay của em đỡ mỏi. Với này bé cũng đỡ mệt. Em bé sát vào đây này. Bé sát vào đây này. Đấy. Bé sát như thế. Cho ngồi. Cho con. Cho bé ngồi sát vào á. Đấy. Thế thường ngày bây giờ là Hải có đi chăn trâu được không? Vẫn đi chăn trâu à? Nhưng mà buổi sáng đi chăn là buổi trưa là nơi nuôi đúng không? Hải là đi chăn ở đâu? Thường xung quanh dưới này á? Đưa đi thả thôi đúng không? Nhưng mà đi xa một chút là Hải có đi được không? Vẫn đi được. À, là quá giỏi luôn đấy. Bởi vì là các bác thân mến cũng Hải á, từ lúc 7 tuổi là ba mẹ cũng coi như là bỏ rơi em rồi. À, đến bây giờ thì lúc đó em còn chưa bị bệnh á, về sau do ốm nên là bị bệnh mắt không thể nhìn thấy. Như này thì ba mẹ ít khi xuống đây, hầu như là không có lúc nào mà xuống đây thăm em một lần nào cả. Chỉ có là bên ba mẹ nuôi thôi. Mọi cái là ba mẹ nuôi bên này. Thường như thế nào thì ba mẹ nuôi rồi. Lúc đó là 7 tuổi là đang bé là biết rồi chứ, 7 tuổi là lớn một chút rồi mà. Đúng không? Nhưng mà mình ở chỗ này cái con chó trên này nó cứ sủa suốt. Thế mà vừa mới đi uống nước trên này. Trong nhà không có nước uống à? Mới đi trên bờ ruộng cẩn thận đấy. Mới uống nước là phải lên trên này uống. Ôi vất vả đấy.
Cuộc sống là dù là mình không nghe thấy, nhưng mà cái điều là chắc có lẽ là mình nghĩ cái cuộc đời á đáng quý nhất là cái mắt. Khi mà mắt không nhìn thấy á, giống như là mình thực sự mà nói thì không biết là ánh sáng hay là như là thực tế bên ngoài cái đẹp á, cái đẹp hay là như thế nào mình cũng không thể nào mà được nhìn thấy cả. Nhưng mà nhìn em không đi dép á, dẫm vào những cái chí, những cái tấm bro này nhìn rất là đáng sợ luôn. Em vẫn biết ở dưới cái nào mà em lấy, giả sử như lấy cái gùi các thứ ạ, là phải mò thôi xem là ở vị trí nào. Ở bên này á em ạ. Đấy, đúng rồi, em cho lên một tí, nếu có người chỉ cho em thì mọi cái em ấy làm đúng, còn không thì rất là khó luôn các bạn. Thật sự rất là khổ. Thường ngày là em sẽ hay lấy những cái chuối này để đi để mát thế này. Mát đấy. Đúng rồi. Ừ, chuối mát mà. Chuối rất mát luôn đấy. Em sờ thấy mát là em biết là chuối chặt ở đâu đúng không? Đúng rồi. Đi cẩn thận nhá. Ui, cẩn thận. Ui, nhìn em mà mình sợ quá. Sợ em ngã thôi. Đấy là các em múc xuống đây để nuôi trâu nhá các bác nhá. Đây rồi em ạ, nóng quá. Ngồi vào những cái chuối này mát này. Ngồi vào đây rất là mát luôn đấy, chuối này. Mát cực luôn. Tí nó lấy sao em ạ? Tí nó lấy sao cũng được. Rồi, em đi, em mệt không? Có mệt không? Có. Có mệt, nhưng mà ở bên trên này, trên nhà này còn nóng hơn hay là mát? Đúng. Ở chỗ này nóng không? Rồi em đi nghỉ ngơi đi. Hôm nay anh cũng xuống đây thăm em một chút thôi. Cũng chúc em thật là nhiều sức khỏe nhá. Em vừa nãy là anh đến đây là nghe thấy giọng anh là em biết anh rồi đúng không? Không biết á. Nhưng mà nghe là biết là anh tên gì? Biết anh tên gì không? Không biết đâu. Không biết à? Anh tên San. Đúng rồi. Quên đi à? Đi đi về nghỉ ngơi đi. Thế em ơi, chắc là anh về luôn đây. Anh xuống đây thăm em Hải một tí, cũng đi chơi với em một tí thôi. Anh về rồi. Anh chắc về luôn. Em làm gì thì làm cẩn thận nhá. Sao em lại không đi dép? Có dép hay là không đi thôi. Không muốn đi á? Ui, không sợ là cái gì cắt vào chân à? Hay thôi, chắc là anh về đây. Có dịp anh vào đây chơi với em sao? Cũng thực sự mà nhìn em, nói chung là không nhìn thấy á, là cái điều mà thiệt thòi rồi. Vô cùng là thiệt thòi. Và mọi người cũng, em anh cũng chúc em là hy vọng là có cái điều may mắn sẽ luôn luôn đến với em nhé. Thế nhá, em nhá. Thế chào em ha. Các bác, bây giờ thì em chắc có lẽ đi về, tiếp tục đi về thôi, cũng như xuống đây để chia sẻ một chút cái tình hình sức khỏe, đặc biệt là mắt của em Hải á, thì hiện tại bây giờ vẫn như vậy. Có thể là bởi vì là do cái khi mà bị bệnh thành như vậy, em còn sợ là mỗi ngày nó còn nặng hơn. Tuy nhiên thì vốn dĩ đã là không nhìn thấy là cái điều thiệt thòi rồi, mà trong khi đó em lại bị bố mẹ bỏ rơi á, thì cái điều quá là thiệt thòi luôn. Ngoài ra nhé các bác, em muốn nói qua cho cô chú các bác anh chị, đã là bố mẹ ruột của mình còn bỏ rơi mình á, khi mà ở đây thì là bố mẹ nuôi á, thì khẳng định là sẽ có rất là nhiều những cái điều mình không thể nói trước được. Và nói thật ra thì em sẽ vô cùng là khó khăn trong cái cuộc sống, bởi vì là lại mang gánh nặng cho
gia đình của bố mẹ nuôi á, thì mình không có biết là phía đằng sau thì mọi người, tức là bố mẹ, gia đình bố mẹ nuôi có thương em hay không á, thì mình cũng không biết được ấy các bác. Mắt của em Hải thì ngày trước á, các cô chú các bác cũng đã giúp đỡ em, đã đưa lên trên tỉnh khám rồi, tuy nhiên thì cũng không thể nào mà chữa được ấy các bác, bởi vì hiện tại bây giờ quá lâu rồi không thể chữa được, nên là em đành phải về. Bây giờ thì không biết là có cái cách gì để giúp đỡ em nữa, chỉ hy vọng là có một cái gì đó, cái điều may mắn nào đó đến với em mà thôi. Thì xin cảm ơn các bác của chú anh chị rất là nhiều nhá. Như em đã nói đấy, bây giờ em sống cùng với gia đình với ba mẹ nuôi á, có thể là cái cuộc sống sẽ vô cùng là khó khăn, đặc biệt là khi mà giả sử như mình mang gánh nặng cho gia đình ba mẹ nuôi như vậy, thì không biết là người ta có thương không, hay là người ta sẽ nói chung là ngày nào cũng sai vặt, hay là ngày nào cũng chửi mắng, hay là như thế nào á. Thì mình không phải là người gần đây thì em cũng không thể nào mà kết luận cái vấn đề nào hết. Nhưng mà mình đặt vào cái vị trí thứ nhất là không phải con của mình, thứ hai nữa là lại mang cái gánh nặng á, thì mình nghĩ là sẽ chắc chắn là có nhiều những cái vấn đề có thể xảy ra. Nên ngày hôm nay thì em cũng kết thúc video tại đây thôi. Hy vọng là sẽ nhận được cô chú anh chị đồng cảm và chia sẻ video này đến với mọi người, để có thể trong thời gian tới chúng ta để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhé các bác.